Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Điện Biên Đông. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự nỗ lực đoàn kết thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Điện Biên Đông đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, tạo động lực quan trọng để huyện vững tin bước vào năm mới 2022 với niềm tin và khí thế mới. Năm 2021, mặc dù đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội, song bức tranh phát triển kinh tế xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Điểm nhấn đáng chú ý trong năm qua, huyện Điện Biên Đông đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cơ bản đạt và hoàn thành vượt mức, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao. Có được kết quả đó, trong năm qua, huyện đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong việc cụ thể hóa thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội với nhiệm vụ mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của tỉnh, chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, nắm tình hình, chủ động sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Trong năm 2021, thì đầu năm là chúng ta thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh là kiểm soát chặt chẽ và khoanh vùng dập dịch. Và giữa năm thì chúng ta chuyển đổi cái phương thức chống dịch theo nghị quyết 128 của chính phủ, nó kiểm soát hiệu quả COVID-19 và thích ứng linh hoạt. Thì trong năm vừa qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của huyện Điện Biên Đông đã thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Kết thúc năm 2021 thì 14 trên 14 chỉ tiêu của huyện đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, và không để dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế xã hội. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, sâu sát, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, quốc phòng an ninh được đảm bảo, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng trên 208 tỷ đồng so với năm 2020. Trong đó, nông lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 1.500 tỷ đồng, công nghiệp và xây dựng đạt 475 tỷ đồng. Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, nông lâm thủy sản chiếm 64%, công nghiệp và xây dựng chiếm 15%, dịch vụ chiếm 20%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20,4 triệu đồng trên người trên năm, tăng 3,6 triệu đồng so với năm trước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 12,4 tỷ đồng, tăng 805 triệu đồng so với năm 2020. Xây dựng nông thôn mới đạt 11,69 tiêu chí trên một xã, tăng thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia và một xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,3%. Công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Tổ chức kêu gọi thu hút nhiều nhà đầu tư, các thành phần kinh tế đến thăm làm việc, đăng ký đầu tư vào địa bàn. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, quốc phòng ngày một củng cố vững chắc. Trong những năm qua, đặc biệt năm 2021 thì có rất nhiều sự kiện có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là cái đại dịch phòng chống COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều. Tuy nhiên thì khó khăn thì rất nhiều, nhưng Đảng bộ, chính quyền của Điện Biên Đông cũng đã có cái xác định ngay từ đầu năm. Và trên tinh thần đó thì đặt ra nhiều các cái giải pháp và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân vào tham gia vào cái phát triển kinh tế xã hội.
Từ đó thì năm 2021 thì 14 chỉ tiêu kinh tế xã hội của Hội đồng Nhân dân huyện giao thì cơ bản đạt và vượt. Nhiều chỉ tiêu đạt cao, ví dụ như sản lượng lương thực đã đạt hơn 32.000 tấn. Chăn nuôi trâu bò đã đạt hơn 80.000 con và đem lại cái giá trị thành hàng hóa là hơn 252 tỷ đồng. Thế và nông thôn mới thì hiện nay bình quân năm 2021 thì mỗi một cái xã đã tăng được bình quân một xã, và hiện nay Điện Biên Đông cũng đã tăng được thêm một cái xã cơ bản đạt nông thôn mới và đã có 4 xã cơ bản đạt nông thôn mới. Thế và các cái hoạt động văn hóa xã hội cũng có nhiều cái phát triển. Về y tế thì hiện nay là đã có 100% xã là đạt cái chuẩn quốc gia. Về giáo dục thì năm 2021 thì đã tăng được 4 trường đạt chuẩn quốc gia. Và cũng năm 2021 này thì huyện Điện Biên Đông đã huy động các cái nguồn lực từ xã hội hóa làm thêm được gần 20 cái nhà văn hóa bản. Đến nay thì cái nhà văn hóa bản của Điện Biên Đông đã đạt được khoảng gần 70%. Quốc phòng an ninh thì cũng đã kiểm soát khá tốt. Thế và chất lượng làm việc thì có nhiều chuyển biến. Về các cái hoạt động khác, về thương mại, dịch vụ, du lịch thì vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng giữ được mức độ, nhịp độ tăng trưởng. Và các công tác bảo vệ rừng thì cũng đã đảm bảo tốt cái hơn 31.000 ha. Trong năm 2021, huyện Điện Biên Đông tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,84%. Kết quả bầu cử cho đại biểu các cấp đạt số phiếu bầu cao. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện hiệu quả. Duy trì 3 chốt kiểm soát dịch bệnh, 198 tổ giám sát cộng đồng tại các bản. Đến tháng 12 năm 2021, huyện đã triển khai 15 đợt tiêm vaccine phòng dịch COVID-19, đạt trên 75.000 liều, với trên 32.000 người được tiêm từ 2 mũi vaccine trở lên. Đặc biệt trong năm qua, nhận được sự quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí trên 55 tỷ đồng do Bộ Công an huy động tài trợ, huyện Điện Biên Đông đã triển khai xây dựng nhà ở cho 1.040 hộ nghèo. Trước thềm năm mới, với 1.040 ngôi nhà được xây mới khang trang vững chắc, đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn huyện Điện Biên Đông, đem lại niềm vui lớn cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2022, Ban chấp hành đảng bộ huyện cũng tiếp tục xác định các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 6. Trong đó thì có đặt ra một số mục tiêu nhỏ, nhiều hơn năm 2021. Ví dụ như là chúng tôi tập trung phát triển trồng cây mắc ca, đưa vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Rồi mục tiêu về xóa bản trắng về điện lưới quốc gia trong năm 2022 thì cũng là đặt trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Và năm 2022 sẽ là chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ về kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Những thành tựu đã đạt được trong năm qua sẽ là động lực quan trọng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên Đông bước vào năm 2022 với khí thế mới. Trong đó, huyện tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo tiền đề thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong cách lề lối làm việc của cấp ủy chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Một mùa xuân mới đang về, với sự đồng thuận cao cùng sự đoàn kết của toàn đảng bộ và nhân dân sẽ là động lực để huyện Điện Biên Đông bước vào năm 2022 với niềm tin tưởng sẽ thu được nhiều thắng lợi to lớn hơn. Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện do điều kiện kinh tế còn khó khăn, nên khó có cơ hội được đón một cái Tết đủ đầy đúng nghĩa. Chính vì vậy, hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, huyện Điện Biên Đông lại dành những sự quan tâm đặc biệt,
chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc, đặc biệt là các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, để người người, nhà nhà đều có Tết. Ghi nhận của phóng viên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Là huyện vùng cao với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, với trên 5.400 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 39,8%. Trong những năm qua, đồng bào nhân dân các dân tộc trong huyện đã tận dụng mọi sự hỗ trợ của nhà nước, tự mình vươn lên trong lao động sản xuất để thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều hộ gia đình, các đối tượng chính sách và yếu thế xã hội trên địa bàn còn đang chật vật với cuộc sống nhiều khó khăn thiếu thốn. Nhiều hộ gia đình không có điều kiện để ăn Tết. Xuất phát từ thực tế này, với mong muốn không để một hộ nào không có Tết, ngay từ đầu tháng 1 dương lịch, huyện Điện Biên Đông đã lập kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo Tết cho người dân. Đặc biệt là dành sự quan tâm chăm lo đối với các hộ gia đình nghèo, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng yếu thế, phụ nữ đơn thân, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Hoạt động chủ yếu là đi thăm, chúc Tết và tặng quà để người dân được đón một cái Tết với đầy đủ bánh, mứt, kẹo, tiền mua sắm Tết. Huyện Điện Biên Đông đã quyết định dành một phần kinh phí đáng kể để tặng quà Tết cho người dân. Bên cạnh đó, các phòng ban đoàn thể, các cơ quan đơn vị cũng đã tổ chức quyên góp thông qua Mặt trận Tổ quốc huyện, dành hàng chục suất quà Tết cho người dân nghèo. Tích cực kêu gọi các tổ chức cá nhân từ thiện trong và ngoài tỉnh, dành sự quan tâm hỗ trợ, tặng quà Tết cho người dân. Thực hiện các cái chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện thì là một cái huyện nghèo của cả nước, nằm trong cái chương trình 30A. Thì trong các năm qua thì chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã rất quan tâm đến cái việc chăm lo cho đời sống bà con nhân dân, và đặc biệt là các đối tượng là hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và các hộ gia đình người có công. Thì hàng năm thì cứ đến dịp Tết đến xuân về thì huyện cũng ban hành kế hoạch và phân công các đồng chí lãnh đạo huyện để thực hiện cái việc là đi thăm hỏi và động viên các gia đình nghèo, để theo tinh thần là không để ai bị ở lại phía sau, và trên tinh thần là bằng các cái nguồn ngân sách an sinh xã hội của huyện, cũng như cái việc là vận động các cái nhà tài trợ bằng các cái nguồn xã hội hóa, thì trong cái thời gian vừa qua thì trên địa bàn huyện cũng đã thực hiện cái công tác chăm lo và đảm bảo cái đời sống cho bà con nhân dân, đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên Đán hàng năm. Nhân dịp Tết đến xuân về, các đồng chí lãnh đạo huyện Điện Biên Đông, đại diện các phòng ban đoàn thể huyện cùng nhiều tấm lòng nhân đạo trong và ngoài tỉnh đã tổ chức đi thăm, trao hàng nghìn suất quà Tết cho người dân nghèo. Những phần quà Tết tuy giá trị không lớn, nhưng đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của chính quyền huyện và các cơ quan đơn vị hảo tâm, của toàn xã hội dành cho những hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có một cái Tết ý nghĩa hơn, góp phần động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Vâng, trước tiên thì cũng gọi là rất là cảm ơn cái đảng bộ chính quyền địa phương đã gọi là tặng quà cho gia đình em. Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi đón năm mới có một được đảng, nhà nước, chính quyền quan tâm, để có một suất quà để chào mừng năm mới. Rất là cảm ơn và rất là vui và hạnh phúc. Việc trong thực hiện chăm lo đời sống Tết cho hộ nghèo năm 2022 ấy, thì thế cùng với tập thể lãnh đạo đảng ủy ban và đã tuyên truyền nhân dân làm sao là cùng với các tập thể và cá nhân hộ gia đình và luôn luôn quan tâm đến cái Tết cho người nghèo, để làm sao là cùng nhau chung tay cho cái Tết đó no ấm và hạnh phúc. Hồi đặc biệt có cái các nhà tài trợ, các cơ quan doanh nghiệp đã cũng vận động cái nhiều phần quà để về trao cho các hộ gia đình nghèo và đặc biệt khó khăn nhất trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Chăm lo, tặng quà Tết cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách là truyền thống tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta. Những sự quan tâm đáng quý kịp thời này đã góp phần giúp cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách không có khả năng ăn Tết, được đón một cái Tết đầm ấm, đầy đủ hơn, cùng vui chung với niềm vui của cả dân tộc, mừng Tết đến, xuân về. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Điện Biên Đông hôm nay đến đây là hết.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.